Mới đây, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã phối hợp cùng Cục Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải, vụ Trung Đông Châu Phi Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu do tình hình ở Biển Đỏ. Biển Đỏ và kênh đảo Suez là lối đi tắt cho tàu thuyền đi qua các cảng châu Âu, bờ đông châu Mỹ đến những cảng phía Nam châu Á, cảng phía Đông châu Phi và châu Đại Dương. Đây là một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch quan trọng bậc nhất thế giới, chiếm khoảng 12% tổng lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2023, do xung đột tại khu vực Biển Đỏ, nhiều hãng tàu đã phải thay đổi tuyến đường, không đi qua kênh đảo Suez mà phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng, làm cho hành trình tàu kéo dài từ 10 đến 15 ngày so với trước. Trước tình hình trên, từ cuối tháng 12 năm 2023, Bộ Công Thương đã có văn bản thông tin khuyến cáo đến các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics cũng như doanh nghiệp xuất nhập khẩu một số giải pháp để hạn chế các tác động của tình hình phát sinh tại khu vực Biển Đỏ. Tại cuộc họp, các cán bộ quản lý, đại diện hiệp hội và doanh nghiệp trực tiếp có liên quan cùng nhau cập nhật, chia sẻ thông tin hữu ích, nêu lên các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đưa ra các nhận định, đánh giá về tình hình cũng như đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm, cách làm hay để giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực phát sinh từ xung đột Biển Đỏ cũng như khai thác, tận dụng các cơ hội nếu có. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, xung đột Biển Đỏ không phải là vấn đề một quốc gia có thể giải quyết, Việt Nam cũng không thể tránh khỏi chịu tác động. Nhưng bằng cách nắm bắt thông tin nhanh nhất có thể, dự báo tác động chính xác nhất có thể và các biện pháp ứng phó phù hợp, chúng ta có thể hướng tới mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của vấn đề toàn cầu này, thậm chí có thể biến nguy thành cơ đối với một số ngành.